Đã bao nhiêu lần bạn rơi vào hoàn cảnh khách hàng nói với bạn một câu rất quen thuộc: em giảm giá cho anh, hay là em hạ giá cho chị. Bạn biết rằng điều này xảy ra và xảy ra rất thường xuyên trong công việc kinh doanh của mình, nhưng mà không ai cho chúng ta lại cảm thấy vui vẻ khi cứ phải giảm giá cho khách hàng, có đúng không ạ? Và sẽ có rất nhiều lúc bạn buộc phải giảm giá cho khách hàng, ví dụ như là để đạt đủ doanh số của mình chẳng hạn. Vậy thì làm thế nào để biến cái việc giảm giá vốn là một bất lợi cho bạn thành một công cụ giúp bạn đạt được các yếu tố khác trong giao dịch với khách hàng, ví dụ như là khiến khách hàng chốt sale nhanh hơn, hoặc là mua nhiều hơn, hoặc là thanh toán sớm hơn, vân vân. Nếu như đây là điều bạn quan tâm thì video hôm nay là dành cho bạn. Nào, trước hết tôi phải nhắc lại với bạn rằng tôi không khuyến khích bạn giảm giá cho sản phẩm hoặc dịch vụ của mình một cách vô tội vạ, thường xuyên mà không có kế hoạch chiến lược. Ví dụ như tháng nào cũng giảm giá, lúc nào cũng giảm giá. Việc giảm giá nên được đưa ra theo các chiến lược hỗ trợ bán hàng nhất định và có mục tiêu, mục đích cụ thể. Ví dụ như là giải quyết hàng tồn kho, hoặc là bán nhanh các mẫu sản phẩm sắp được thay thế bởi các thiết kế mới chẳng hạn. Nhưng mà như chúng ta đều biết thì cái việc giảm giá là con dao hai lưỡi. Nếu như bạn muốn xây dựng một thương hiệu gắn liền với chất lượng và nằm ở phân khúc cao trên thị trường. Bởi vì các hoạt động giảm giá thì thường đi kèm với các đánh giá từ khách hàng rằng thương hiệu của bạn luôn ở trong tình trạng thiếu khách hàng, phải bằng mọi giá bán và sẵn sàng cắt đi cái lợi nhuận của mình chỉ để có doanh số. Và khi khách hàng đến với bạn vì giảm giá khuyến mãi thì họ cũng sẽ bỏ bạn đi khi một nơi khác có giảm giá mạnh hơn, hoặc là khi bạn dừng không giảm giá nữa. Cho nên chiến lược giá thấp, cạnh tranh về giá rất ít khi là một chiến lược mang lại lợi nhuận trong dài hạn trong bất kỳ lĩnh vực nào. Hãy xem lại video của tôi để nói về cách xử lý trong trường hợp khách hàng đòi giảm giá mà bạn không muốn giảm nữa. Tôi đã nói về các tình huống này trước đây rồi. Tuy nhiên, vấn đề của chúng ta ngày hôm nay đó là trong trường hợp bạn buộc phải giảm giá bán cho khách hàng, thì bạn phải làm như thế nào để có được lợi nhiều hơn là chỉ hy vọng rằng khách hàng sẽ mua từ bạn, vì chưa hẳn cứ giảm giá là khách hàng sẽ mua ngay, có đúng không ạ? Rất nhiều trường hợp khách hàng đề nghị bạn giảm giá lần một. Sau khi bạn đưa ra được mức chiết khấu, ví dụ như 5% chẳng hạn, họ sẽ lại đưa ra một lý do gì đó để chần chừ, và rồi qua vài hôm lại quay lại nói với bạn rằng mức giá đó vẫn chưa phải là tốt nhất, họ cần phải suy nghĩ thêm, hoặc là họ sẽ cân nhắc nếu như bạn có thể giảm giá xuống được nữa. Đó là lúc bạn cảm thấy nhói đau nhất ở trong lòng mình, có phải không ạ? Lúc này bạn đứng trước một cái băn khoăn rất lớn, đó là nếu như đồng ý giảm giá thì bạn gần như là làm không công cho khách, hoặc là bạn phải chịu lỗ. Mà nếu như không giảm giá tiếp thì có thể bạn sẽ mất đi cái người khách hàng này, có đúng không ạ? Vậy thì giả sử rằng bạn quyết định sẽ giảm giá thêm một lần nữa cho khách hàng, bạn nên làm gì để đảm bảo rằng khách hàng này thực sự muốn mua sản phẩm của bạn? Và làm thế nào để biết được rằng người khách hàng đó không phải là đối thủ cạnh tranh của bạn, đang đi khảo giá, hoặc là đang ép bạn hết mức có thể? Tôi sẽ hướng dẫn cho bạn hai câu nói, hai bước bạn cần phải làm để có thể giải quyết được cái tình hình này. Bước thứ nhất, hãy nói với khách hàng như thế này: em biết là anh chị vẫn còn băn khoăn về giá bán của sản phẩm, mặc dù em đã giảm cho anh chị 5%. Đây là cái mức giá ưu đãi tốt nhất mà tất cả các khách hàng bên em có thể nhận được. Tuy nhiên, bởi vì em biết rằng anh chị có thể đặt hàng dài hạn, cho nên em sẽ hỏi ý kiến thêm cấp trên về vấn đề này. Nhưng mà trước đó em muốn biết chắc chắn rằng anh chị chỉ còn băn khoăn về vấn đề giá, chứ không phải là bất cứ yếu tố nào khác, có đúng không ạ? Nếu như em có thể xin thêm ưu đãi thì anh chị sẽ ký hợp đồng luôn chứ ạ? Nào, với câu hỏi đầu tiên mà tôi đề xuất bạn nói với khách hàng này, thì tôi đang muốn bạn xác nhận lại một lần cuối với khách hàng rằng họ sẽ không còn lý do từ chối nào khác sau khi bạn tiếp tục giảm giá thêm lần nữa. Bởi vì rất nhiều trường hợp bạn giảm giá lần thứ hai rồi, sau đó họ lại sẽ đưa ra một lý do khác để đòi hỏi thêm. Ví dụ như là: à, anh cảm ơn em đã giảm giá thêm, nhưng mà cái tính năng này của sản phẩm còn hơi ít. Em có thể để cái mức giá mới đó nhưng mà bổ sung thêm một số phụ kiện hay là dịch vụ đi kèm theo có được không? Như thế là bạn lại phải rơi vào cái tình thế khó rồi, có đúng không ạ? Bởi vì nếu như bạn không giải quyết cái vấn đề mới phát sinh đó thì khách hàng sẽ lại dựa vào lý do này là sản phẩm không phù hợp để đòi bạn giảm giá tiếp hoặc là không mua nữa. Như vậy thì cái công mà bạn giảm giá cho họ là đổ sông đổ bể tất cả. Tôi đã gặp rất nhiều trường hợp như vậy. Cứ nghĩ rằng giảm giá xong thì khách hàng sẽ mua ô tô, nhưng mà đâu ngờ rằng khách hàng còn cao tay hơn, nói rằng ở đại lý kia họ còn tặng kèm thêm phụ kiện nữa, em cũng phải tặng cho anh giống như vậy chứ. Trong những cái tình huống như thế này là rất thường xuyên. Vì thế, cái câu hỏi trong cái bước đầu tiên là để giúp khách hàng tự mình xác nhận với bạn rằng đúng, giảm giá thì tôi sẽ ký hợp đồng,
giảm giá thì tôi sẽ mua sản phẩm hoặc dịch vụ. Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai, nếu như khách hàng đã đồng ý với bạn rằng chỉ cần giảm giá thêm thì họ sẽ mua, khi đó thì bạn hãy nói như thế này: em đã trình bày với cấp trên của mình và nói rằng anh chị sẽ là khách hàng lâu dài của công ty và sếp em đã đồng ý giảm giá thêm cho anh chị là 2% nữa. Đó là khoản ưu đãi đặc biệt với kỳ vọng rằng anh chị sẽ sử dụng dịch vụ của bên em trong lâu dài, và em rất khiết ít khi thấy sếp của em đồng ý như vậy. Tuy nhiên, công ty của em cũng sẽ chỉ chấp nhận mức giảm giá thêm này nếu như anh chị có thể ký hợp đồng ngay trong hôm nay. Em đã chuẩn bị xong hợp đồng ở đây rồi, anh chị có thể ký luôn vào đây ngay bây giờ. Đó chính là bước thứ hai mà tôi muốn bạn nói với khách hàng. Tại sao phải làm như vậy? Để tôi giải thích với bạn thế này. Ở đây chúng ta nói tới cái tình huống là bạn buộc phải giảm giá cho khách hàng, có phải không ạ? Vậy thì bạn cần phải đưa ra cho họ một cái điều kiện ràng buộc gì đó để bạn có thể mang lại lợi ích gì đó cho mình, có qua có lại. Trong ví dụ vừa rồi thì tôi đưa ra cái điều kiện là khách hàng cần phải ký vào hợp đồng ngay lập tức, luôn ngay trong hôm nay, ngay bây giờ. Nhưng bạn có thể đưa ra các điều kiện khác như là khách hàng phải mua với số lượng lớn hơn, hoặc là phải thanh toán trước 50%, hoặc là khách hàng phải tự tới lấy hàng thay vì bạn cho người vận chuyển tới nơi, vân vân. Bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp với các sản phẩm và chính sách của công ty bạn. Cái điều quan trọng ở đây chính là bạn phải để khách hàng thấy rằng bạn cho họ giá tốt hơn thì họ cũng phải làm một cái điều gì đó ngược lại cho bạn. Có đúng không ạ? Và nếu như họ không làm được cái điều đó thì cái ưu đãi này của bạn cũng không thể trao ra cho họ được. Vì nó không công bằng, bạn cũng không cần những giao dịch không công bằng như vậy. Bởi vì nếu như bạn chỉ đơn giản nói với khách hàng rằng sếp em đồng ý giảm giá cho anh chị thêm 2% nữa, chúc mừng anh. Như thế thì có thể những khách hàng chưa hài lòng với cái mức giảm giá đó họ lại đòi tiếp thì sao ạ? Tôi cũng phải thú nhận thật rằng tôi đã từng lợi dụng một người sales bán ô tô ở nơi tôi sống để được giảm giá tới hơn 12.000 đô khi mua xe và còn được tặng kèm thêm phụ kiện. Đơn giản là bởi vì người sales đó không có những cái biện pháp để ngăn chặn tôi tiếp tục đòi giảm giá, đòi hỏi thì nhiều hơn như vậy. Mà đối với khách hàng, khi họ thấy người sales mềm mỏng quá thì họ sẽ được đà lấn tới. Đó là một thực tế. Vì vậy, sau cái video ngày hôm nay, hãy thực hiện hai bước mà tôi vừa nói với bạn trước khi đưa ra cái mức giảm giá cho khách hàng. Thứ nhất, xác định xem khách hàng có thể có cái lý do từ chối nào khác nữa hay không. Và thứ hai, giảm giá nhưng phải kèm theo điều kiện ngược lại mà có lợi cho bạn. Nếu bạn cảm thấy cái cách thức này của tôi có thể giúp ích được cho bạn trong những tình huống tương tự như vậy ở tương lai, thì hãy comment ở phía dưới video này là tôi sẽ áp dụng theo coach Duy Nguyễn. Hy vọng rằng nó sẽ giúp bạn cải thiện được hiệu quả công việc bán hàng của mình. Chúng ta sẽ nói tiếp về các kỹ năng bán hàng và marketing hiệu quả khác trong các video tiếp theo để giúp bạn nâng cao chất lượng công việc hàng ngày của mình. Nếu bạn không muốn bỏ lỡ những kiến thức như thế này thì hãy subscribe channel Coach Duy Nguyễn, chọn chuông thông báo để được thông báo về những video mới nhất. Tôi biết có rất nhiều vấn đề bạn muốn biết để giúp ích cho công việc hiện tại của mình. Vì vậy, hãy comment câu hỏi của bạn vào phía dưới video này để tôi tư vấn cho bạn trong những video tiếp theo. Chúc bạn một ngày hiệu quả. Hẹn gặp lại. Xin chào.